Chào các bạn. Hôm nay tình cờ dọn đồ trên cái gác thì phát hiện ra cái tivi GVC cũ. Tivi này thì lâu lắm rồi rồi không dùng, bởi vì bây giờ cũng không ai dùng cái loại tivi loại dày này nữa. Loại này bây giờ người ta chỉ có bán đồng nát thôi chứ cũng không ai dùng, bởi vì nó tốn điện vừa chiếm diện tích. Chất lượng hình ảnh thì nó cũng không không được bằng những cái tivi đời mới bây giờ. Bây giờ lôi nó xuống tháo ra để xem, lấy những cái linh kiện ở trong cái loa rồi cái linh kiện, cái IC công suất, IC khuếch đại âm thanh trong đấy để chế thành cái máy nghe nhạc. Bây giờ phải tháo nó ra xem sử dụng được cái gì thì sử dụng, còn cái gì không không dùng được nữa thì bán đồng nát thôi. Đây, sau khi tháo ra nó thế này đấy. Nó có hai cái loa ở hai bên, hai cái loa và một cái bo mạch phía sau, thì nó dày đặc linh kiện luôn. Bây giờ chỉ cần lấy hai cái loa với cái bo mạch này đây. Hai cái loa này thì nhìn nó cũng cũng còn đẹp, nó không không bị rách, nó vẫn còn nguyên. Còn cái bo mạch này thì nó cũng cũ lắm rồi, nó cũng có nhiều cái nó rỉ sét hết rồi. Nhưng mà cái con IC công suất này thì chắc là vẫn dùng được. Linh kiện trong này nó nhiều lắm, dày đặc tủ điện. Bây giờ mình sẽ cắt để lấy cái khu vực của cái khuếch đài này, khuếch đài âm thanh này, xung quanh cái tản nhiệt này. Đánh dấu cái khu vực cần cắt, trong có thể dùng cưa sắt là cắt nó ra được thôi. Đây, chỉ cắt ngang đây thôi, cắt lấy xung quanh cái khu vực của con IC này thôi. IC này cũng nhiều chân, 12 chân ấy. Cắt nó ra chứ còn để cả cái tấm to này thì nó cồng kềnh lắm. Nó cắt chỉ lấy cái khu vực, những cái khu vực và những cái linh kiện cần thôi, còn mấy cái kia thì cũng chỉ để tháo linh kiện thôi chứ không sử dụng cả cái tấm to này. Và đây là cái tấm mình cắt ra đây, đã cắt ra đây. Nó chỉ có thế này thôi, nó có một con IC và một số cái tụ điện xung quanh con IC này thôi. Con IC này xem nó, cái mã của nó là AN5277. Chắc là sẽ tháo bỏ hết những cái linh kiện không cần thiết, chỉ sử dụng một số cái tủ và cái con IC này thôi, không 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 cần phải lấy hết.
Và đây là mấy cái cổng sắt cắm mình gắn thêm vào để bắt dây ra loa và bắt cái dây tín hiệu vào cho nó dễ, không mỗi lần cắm cắm rút để mà thử nó nếu hàn trực tiếp vào thì cũng được, nhưng mà để mỗi lần mà muốn thử nó lại phải ngắt ra, nó hơi phức tạp, cho nên là gắn luôn vào cái phần mạch, cái đường vào của cái cấp nguồn nguồn điện vào thì mình cũng gắn luôn hai cái jack cắm ở đây, rồi nối câu nối cái dây vào cái chân của con tụ nguồn này. Đây có hai chân thì mình sẽ bắt cái dây nguồn vào đấy. Còn phía này nó chắc ba chân này là để cắm đường ra loa, cái bông sen để cắm ra tín hiệu vào. Và đây là cái sơ đồ mình đã search ở trên mạng, thì cái con IC này nó có 12 chân và nó cái sơ đồ bố trí chân của nó thế này đấy. Cái chân số 10 nó sẽ là cái chân chân vào, chân nguồn vào, còn chân 12 là chân ra loa, chân 7 cũng là chân ra loa. Thì trước khi ra loa nó sẽ gắn một con tụ 1000 mi, chân số 2 là chân đường tín hiệu vào, chân số 5 cũng là tín hiệu vào, còn cái chân số 8 là chân mute, chân số 11 là chân stabi, còn cái chân số 4 và chân số 9 là chân mat, chân 1, chân 6 thì không kết nối. Nó chỉ thế thôi, sơ đồ nó tối giản của nó chỉ đơn giản thế thôi, không có gì phức tạp cả. Thì mình sẽ nối theo cái nối các cái dây tín hiệu ra và vào theo cái sơ đồ này, còn những linh kiện khác thì có thể bỏ đi. Đây là cái đây mình đã nối vào đây. Đây có hai con tụ 1000 mi này thì sẽ gắn vào cái đường ra loa. Còn cái đường tín hiệu vào thì nó có hai con tụ bé hơn, tụ 2,2 mi thôi, mình dùng cái tụ 2,2 mi gắn vào đây cho cái đường tín hiệu vào. Phía sau này thì cũng đơn giản thôi, mình kết nối cái dây mát này, dây mát chung kết nối vào đấy, còn hai cái dây đỏ này là cái dây tín hiệu vào gắn vào chân số số 2 và chân số 5. Còn hai cái dây này là gắn vào chân số 7 và chân số 12 là hai cái dây để đưa tín hiệu ra loa. Thì trước khi ra loa nó sẽ qua hai cái tụ 1000 mi, còn cái dây vào thì trước khi vào IC nó sẽ qua hai con tụ. Ở đây thì có ba chân này để gắn ra loa, thì một chân giữa là chung, chân mát, còn hai chân kia là hai chân tín hiệu của hai kênh, chỉ đơn giản thế thôi. Còn đây cái con tủ tủ nguồn này thì kết nối với cái đường đường cấp nguồn là cái đường 12V, điện một chiều 12V lấy từ cái cục sạc của laptop, thì mình gắn vào cấp cái điện vào đây. Mà còn mấy cái đường đường điện này thì đường cấp nguồn này thì mình gắn nối thêm dây để cho nó kết nối vào, bởi vì cái cổng kia là mình gắn thêm vào. Và bây giờ mình sẽ cắm vào laptop và bật thử một đoạn nhạc. We wish you a Merry Christmas and a Happy
Nó cũng sơ đồ cái mạch đổ vào thì nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi, nó cũng không có gì phức tạp cả. Mình loại bỏ hết những cái tù và những cái linh kiện không cần thiết rồi, chỉ đơn giản chỉ đấu theo cái sơ đồ mạch như vừa xem đấy, thì chỉ cần bốn con tù, hai con cho cái tín hiệu vào và hai con cho cái đường ra loa thôi. Còn cái tù nguồn của nó thì nó có sẵn ở đấy rồi, thì sử dụng luôn con tù đấy. Mạch phía sau thì cũng chỉ đấu đấu cái đường dây map và mấy cái đường dây từ từ cái chân chân của tù ra cái jack cắm kết nối thôi. Chân cứ chân số 2, chân số 5 là tín hiệu vào, còn chân 7 với chân 12 là tín hiệu ra loa. Thôi mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.